Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bếp Yêu Thương. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ bởi nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison. Và khách mời đặc biệt đồng hành với chương trình ngày hôm nay là một anh chàng ca sĩ đã không ngại đường xa. Sau khi bay một cái chặng từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Hà Nội rồi thì lại phải đi ô tô lên tới tận Thái Nguyên. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là ca sĩ Đăng Khôi. Đầu tiên thì cho phép Đăng Khôi xin được gửi lời chào tới tất cả các vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Yêu Thương ngày hôm nay. Và hôm nay Khôi cảm thấy, cảm giác sao nhỉ, mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được tham gia vào chương trình đầy ý nghĩa như thế này. Chị Thảo biết không, một năm thì Khôi thường tới Thái Nguyên một hai lần để biểu diễn. Đặc biệt là năm 2012 vừa rồi thì Khôi có tới 4 lần cơ hội tới Thái Nguyên. Nhưng mà thú thật với chị là đây là lần đầu tiên Khôi tới Hồ Núi Cốc. Bởi vì cứ mỗi lần tới lại nhanh chóng biểu diễn, xong rồi lại đi về để đến một địa điểm khác. Và hôm nay nhờ chương trình Bếp Yêu Thương thì Khôi có cơ hội để tới thăm Hồ Núi Cốc. Và quý vị thấy rằng là ở đây một phong cảnh cực kỳ hùng vĩ và cực kỳ đẹp. Và Khôi tin rằng là nếu mà ai có mặt ở đây cũng đều bồi hồi xúc động về cái khung cảnh quá hùng vĩ như vậy. Khôi biết không, không chỉ dừng lại ở cảnh đẹp đâu, những con người ở xứ chè này thì sống rất là chân tình và ấm áp. Từng cái bữa cơm họ chia sẻ với nhau tại bếp ăn từ thiện của bệnh viện C mà hôm nay mình sẽ ghé thăm, và chắc chắn là Khôi sẽ có nhiều bất ngờ. Khôi cũng có theo dõi chương trình Bếp Yêu Thương, Khôi thấy chị Thảo và các nghệ sĩ khác, và mỗi một chương trình thì Khôi thấy mỗi một người nghệ sĩ được nhận một cái nhiệm vụ hết sức là khó khăn, nhưng mà chắc chắn là em sẽ cố gắng hết sức để cùng với mọi người để nấu những suất ăn thật là ý nghĩa cho chương trình. Rồi, đi, bây giờ mình về bệnh viện luôn nha. Khôi ơi, đây là dược sĩ Đoàn Văn Hùng, là phó giám đốc bệnh viện, người sẽ chia sẻ với chúng ta về cái góc bếp từ thiện của bệnh viện ngày hôm nay. Dạ, em xin phép được chào anh chị. Dạ, chào anh ạ. Dạ, chào anh. Chúc anh sức khỏe. Anh ơi, không biết là bếp của mình nấu ăn miễn phí cho những người bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn là ra đời được bao nhiêu lâu rồi anh? Bệnh viện C Thái Nguyên thì trên cái cơ sở là cách đây 5 năm. Thì bọn mình cũng thấy có rất nhiều cái bệnh nhân nghèo, bởi vì là đây là một cái bệnh viện tỉnh nhưng mà lại là nằm ở khu vực phía nam của thành phố, và trên một cái địa bàn dân cư là cũng rất nhiều đối tượng bệnh nhân nghèo. Trong quá trình điều trị thì bọn mình cũng thấy những bệnh nhân cũng nhiều hoàn cảnh khó khăn, thì bọn mình có đề xuất với lại bên hội chữ thập đỏ của tỉnh ấy, bọn mình cũng quyết định là sẽ xây dựng một cái bếp ăn tình thương trên cơ sở là đóng góp của hội chữ thập đỏ của bệnh viện. Nhưng mà cái nguồn kinh phí mà hỗ trợ cho những cái suất ăn đó là từ đâu ạ? Nguồn kinh phí thì mình phải nói thật là đa phần là từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn, thậm chí là có thể là cả trên thành phố người ta cũng xuống. Và trong năm ngoái thì bọn mình có triển khai thêm là bọn mình làm cái thùng quyên góp cho bệnh nhân nghèo, và bọn mình có hỗ trợ từ cái tiền đó sang bên cái cho bếp ăn tình thương. Mình cũng rất là mong muốn như này, là qua một cái buổi phát sóng như thế này thì thứ nhất là lãnh đạo bệnh viện cũng rất là cảm ơn các nhà tài trợ đi theo chương trình của các bạn, và cũng mong rằng là qua cái chương trình này thì với mọi người dân, người ta sẽ có ý thức cộng đồng và chia sẻ hơn đối với những bệnh nhân nghèo. Yeah. Rất là cảm ơn các bạn. Vậy thì một ngày thì bệnh viện của mình cũng có đón tiếp khoảng bao nhiêu người bệnh nhân tới góc bếp của mình, và sẽ phục vụ một ngày là bao nhiêu suất ăn? Thực ra mình cũng nói với các bạn rõ là như này, thực ra cái đối tượng mà đáng được thụ hưởng cái suất ăn miễn phí nghèo ấy thì sẽ rất là nhiều. Thế nhưng mà cũng phải nói thật là do cái kinh phí của bếp ăn tình thương nó không có nhiều, cho nên bọn mình cũng duy trì là trung bình là từ 20 đến 50 suất ăn trong một ngày. Như vậy là mình phải xét cái chế độ hộ nghèo rồi, rồi hoàn cảnh này nọ mới được phát cái phiếu miễn phí đó, phải không đúng anh? Thế. Thực ra trong cái đối tượng bệnh nhân đến đây ấy, thì mình cũng nói thật là khi mà người nghèo ấy thì bệnh tật nó không tha ai, cho nên là tất cả các cái khoa điều trị lâm sàng của bọn mình ở đây thì hầu hết là đều có bệnh nhân nghèo. Nhưng mà mình rất là ấn tượng đối với những cái bệnh nhân ung thư, với những bệnh nhân chạy thận ấy, là mình nghĩ là những cái bệnh nhân đấy là những cái bệnh nhân mà phải nói thực sự là đáng được chúng ta quan tâm hơn cả. Đúng rồi, tại vì nghe bệnh đó thì tốn rất là nhiều kinh phí mà không phải là ai cũng có thể lo được. Trong số những bệnh nhân mà bác sĩ chia sẻ là những bệnh nhân bị ung thư rồi đang chạy thận là đáng quan tâm nhất, vậy thì trong đó có một cái trường hợp nào đó rất là đặc biệt cần cái sự hỗ trợ từ phía chương trình không ạ? Trong các cái bệnh nhân mà điều trị ung thư ở đây thì có rất nhiều bệnh nhân là nặng và có hoàn cảnh thương tâm. Trong đó chúng tôi cũng rất là quan tâm đến trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Thủy, là một cái bệnh nhân ung thư
nặng ở trong khoa đang điều trị tại khoa ung bướu của bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên. Dạ, thôi lát nữa chắc là tụi em xin phép qua được trò chuyện với chị Thủy luôn. Còn bây giờ thì mình đi vào bếp. Em chào anh Kiên, phải không ạ? Anh Kiên đây là ca sĩ Đăng Khôi, là khách mời của chương trình Bếp Yêu Thương hôm nay. Chào anh Kiên. Dạ, còn anh Kiên đây là người phụ trách chính ở bếp đó. Wow, anh Kiên ơi, em thấy ở đây rất là nhiều món ăn ngon, rau này, đậu này, thịt. Rồi là cái món, em thấy món nào em cũng thích ăn và rất là đẹp. Nhưng mà em nhìn ở đây em thấy có một cái món rất là đặc biệt mà từ nãy em đã chú ý rồi, là cái món này là giống, món gì đấy? Giống bột. Giống bột. Món đấy là món thịt băm các bạn ạ. Món thịt băm đấy là món thịt băm bằng thịt thăn không có mỡ, dành cho những người mà sau khi sinh ra người ta kiêng mỡ, hoặc những người với những trẻ em mà người ta đi ngoài người ta không muốn có dầu ăn nữa, có mỡ mình phải lấy bằng thịt thăn nguyên chất. Mình xay ra xong rồi mình rang khô lên như kiểu ruốc vậy. Dạ, xem có vẻ như là anh rất là rành về thức ăn, rồi về cả cái chế độ dinh dưỡng nữa. Chắc là anh cũng có học về bếp hả anh? Mình cũng có học qua trường kỹ thuật ăn uống của Hà Nội. Xong mình đó mình đi làm ở khách sạn Horizon được khoảng 2 năm. Wow. Xong mình quay về đây mình bán hàng cho Hội Chữ Thập Đỏ, tức là chia cho ăn phần nghèo, từ năm 2007 bếp này thành lập. Wow. Có nghĩa là từ một cái đầu bếp ở khách sạn rồi về đây sao chị? Trở thành một đầu bếp để phục vụ cho các bệnh nhân. Em nghĩ đây là một hành động mà em nghĩ chắc anh phải có một niềm đam mê hay một lý do nào đặc biệt để anh mới níu chân anh về đây chứ, đúng không ạ? Từ trước mình đi làm ở những chỗ sâu xa thì về đây thì người ta sát sao hơn được những món thức ăn đấy mà người ta chưa từng được ăn, cái miếng thịt chế biến theo kiểu như thế ở khách sạn. Thì mình về đây mình chế biến với cách các dạng đấy về đây người ta ăn là mấy vừa mua người ta hơn, thì mình nghĩ như thế người ta rất vui thì mình cũng cảm thấy vui lên thôi. Trời, có nghĩa là bệnh nhân ở đây được ăn với khẩu vị là chế biến theo thực khách ở khách sạn. Thảo nào chị Thảo, lúc mà em đi vô á em thấy rằng là rất là sạch sẽ, rất là ngon miệng và cái mùi rất là thơm, rất là hấp dẫn. Nhưng mà một ngày phải chuẩn bị rất là nhiều món như vậy thì mình phải chuẩn bị từ mấy giờ và có bao nhiêu người hỗ trợ anh? Mình chẳng giấu gì như này, bếp ăn cho mình tất cả có 4 người, trong đó có 3 người chuẩn bị sẵn cho mình chỉ được vào 6 lỗ thôi. Yeah. Ở đây là còn một cái đĩa trống này là món gì đây ạ? Đó có phải là món thử thách đang thôi không ạ? Vâng, ok, thế nào cũng được, mình cảm thấy. Mình có một món đó là món thịt nạc, hôm nay là thịt nạc rang với lại thì hành, xào với hành Thái Hoạn, thì mình để sẵn trong nhà mời đang Khôi vào. Đúng không? Thôi bây giờ Khôi vào trong để xem cái món thử thách của đúng Khôi rồi, là gì em nha. Cũng đang, ok. Đang muốn trổ tài lắm rồi đây. Đi. Oh, anh mời hai. Khi mà vào bếp thì được sự hỗ trợ của chị Thanh Thảo cũng như là mọi người thì Khôi đã hoàn thành tốt cái thử thách này và Khôi cảm thấy là nó rất là dễ dàng và không có gì khó khăn cả, bởi vì khi mà mình làm rồi thì mình sẽ thấy rằng là những cái việc đó hoàn toàn mình có thể làm được. Và Khôi nghĩ rằng là không chỉ như vậy, khi mình bất cứ ai mà bước chân vào đây rồi thì đều sẵn lòng được làm, được chung tay để góp để làm ra một cái công việc thực sự là ý nghĩa. Mình cảm thấy rất là vui vì là Khôi được đích thân được góp nhiều món ăn, được làm, được đưa cơm cho mọi người, và Khôi nhìn thấy được những cái ánh mắt, những cái cảm xúc của mỗi người khi mà mong đợi những cái suất ăn đó. Đây là trường hợp của chị Thủy mà lúc nãy thì anh Hùng có kể với mình đó, thì hiện tại là chị đang bị ung thư tuyến nước bọt và đang điều trị ở cái khoa ung bướu tại bệnh viện. Hôm nay thì tình hình sức khỏe của chị như thế nào rồi hả chị? Dạ, hôm nọ em, tức là từ năm ngoái em bị từ 2004. Dạ. Em mổ, em xạ trên đa khoa thì đến 2007 nó bị di căn vào phổi. Di căn vào phổi rồi. Wow. Thì em truyền hóa chất ở trên bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Em từ năm ngoái năm kia này lại di căn vào hạch trung thất, thì năm ngoái em truyền hóa chất ở bệnh viện C này 6 đợt. Coi như là mình ra vào viện rất là thường xuyên. Từ năm 2007 cho tới bây giờ thì bệnh đã trở nặng quá rồi đó. Quá trình rất là nhiều lần. Đấy.
Bây giờ thì em có thể xin hỏi một chút về hoàn cảnh gia đình của chị. Gia đình em thì có hai vợ chồng, có hai cháu. Chồng em thì đi làm gạch thuê, lấy tiền nuôi em, vay mượn thêm ở ngoài. Hiện tại bây giờ thì nhà em vay 30 triệu ngân hàng, 20 triệu hộ nghèo, với lại 10 triệu nông hàng nông nghiệp để chạy chữa cho em. Các anh em chị em như em hỗ trợ nữa. 10 năm nay rồi. Vậy thì hai em nhỏ thì sao ạ? Hai cháu, một cháu học lớp năm nay một cháu lên lớp 9, một cháu học lớp năm nay lên lớp 11 đi. Bây giờ cháu nó mới được nghỉ hè đi. Mấy hôm nay cháu đi bán quán cơm ở cổng thì ngày ba lần đưa cơm cho mẹ. Có nghĩa là khi mà con nghỉ học rồi thì tới đây để phụ như vậy thì vừa tiện cái việc chăm sóc mẹ, rồi là cơm nước cho mẹ luôn. Vâng. Bây giờ chị có thể chia sẻ với những người thực hiện chương trình là cái tâm tư, cái nguyện vọng lớn nhất trong cuộc sống của chị bây giờ. Đời em chỉ ước là em giả được 30 triệu ngân hàng. Có tiền để chạy chỡ để con em nó đỡ phải đi làm thế. Nó ở nhà nó phục vụ em những quãng đời còn lại. Thôi chị cũng cố lên, động viên tinh thần. Bởi vì mình hãy đầu tiên là chị cũng rất là tự hào vì có một cái gia đình rất là hạnh phúc, người chồng, con cái lúc nào cũng bên cạnh chị. Và em nghĩ là cũng sẽ sau qua chương trình này cũng có nhiều nhà hảo tâm, rồi là nhiều, em biết là sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để đến với gia đình mình để chia sẻ với chị nỗi đau này. Và bây giờ chắc là chị đi lên khoa để chuẩn bị cái việc ăn cơm ha. Một lát nữa thì em sẽ gặp lại chị ở cái phần trao quà của chương trình nha. Thôi đây là bé Nhung là con gái lớn của chị Thủy. Tụi em làm ở đây thì cái thu nhập của em như thế nào, có đủ để hỗ trợ cái viện phí cho mẹ hay không? Công việc của em thì buổi sáng là dậy tới 5 giờ sáng, xong rồi giúp anh chị dọn hàng ra, xong rồi quay vào nhặt đồ để chuẩn bị cho bữa sáng, xong rồi đi xuống chăn lợn cho anh chị, xong rồi lên phục vụ khách ạ. Khách ăn xong thì rồi lại dọn hàng xuống, xong đến khoảng 2 giờ nghỉ đến 3 rưỡi lại bắt đầu dậy làm đến 10 rưỡi gần 11 giờ là mình nghỉ ạ. Anh chị trả cho em 2 triệu một tháng ạ. 2 triệu một tháng, như vậy là cũng có một cái sự hỗ trợ. Rồi. Nhưng mà bây giờ là em đang học lớp 11 thì sang năm mình sẽ lên lớp 12. Cái công việc học thì nó rất là nặng. Rồi mẹ thì lại bệnh một ngày một nặng như vậy, có một mình bố đi làm thôi. Bé Nhung có sợ là cái ngưỡng cửa 12 nó mấp mé với em có không? Em có sợ phải nghỉ học không? Dạ là em cũng sợ lắm. Em muốn đi học, em muốn đợi như các bạn. Khi mà em xin phép bố mẹ để em đi làm thêm như vậy thì bố có nói gì với em không? Dạ, lúc em đi làm thêm thì từ đầu bố không cho đi. Bố em bảo là đầu tiên thì em là con gái, với lại bây giờ em đang đi học. Dù bố có vất vả như thế nào thì bố cũng sẽ cho hai đứa em đi học. Bố em không cho em đi. Nhưng em bảo là em xin bố cho em đi làm thêm 2 tháng. Không, em lại về em đi học. Chị em sẽ không nghỉ học ạ. Bây giờ cái ước mơ của bé Nhung á là sau khi mà mình lên được 12 rồi thì em có muốn đi tiếp vào đại học không? Thì lúc đó thì em sẽ thi ngành gì? Dạ, nếu như có một điều kỳ diệu, có một ước mơ, em mới học xong 12, em sợ lỗ vào trường y ạ. Em muốn đi học, em muốn cứu người, em muốn làm điều gì đó cho những người như mẹ em ạ. Và hôm nay đến với chương trình Bé Yêu Thương thì được gặp mẹ em, được gặp em thì anh cũng muốn chúc là cho gia đình của em sẽ gặp được thật nhiều may mắn. Và anh nghĩ là cái điều ước mơ đấy của em rất là cao quý, và anh chúc cho mọi ước mơ đấy của em
sẽ trở thành hiện thực. Và quan trọng hơn là bên cạnh điều chúc đó thì anh luôn luôn muốn nhắc nhở em là để mà đạt được cái điều đó thì em hãy kiên cường và nghị lực hơn. Bởi vì anh nghĩ là em phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì anh nghĩ là mọi thứ sẽ được như ý của em. Vâng, em cảm ơn ạ. Thưa quý vị khán giả, thật sự thì chúng tôi cảm thấy rất là xúc động khi mà nhìn những giọt nước mắt tuổi thân của bé Dung khi nói về hoàn cảnh gia đình, khi nói về căn bệnh của mẹ. Nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được nghị lực và sự kiên cường và thậm chí là cả cái ánh mắt lấp lánh niềm tin khi nói về cái ước mơ của mình. Chúng tôi mong với sự hỗ trợ từ phía cộng đồng, sự giúp đỡ từ phía tất cả quý vị khán giả sẽ giúp cho em có thể thực hiện được ước mơ của mình. Và chính những điều đó sẽ là một nguồn động lực rất lớn lao để cả gia đình em vượt qua được khó khăn trước mắt. Thưa quý vị khán giả, với câu chuyện ngày hôm nay của gia đình chị Thủy thì chương trình Bếp Yêu Thương xin dành cho gia đình chị một phần hỗ trợ, đó là 15 triệu đồng tiền mặt. Bây giờ thì anh Nguyễn Thế Phương sẽ đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan trao phần quà này cho gia đình chị. Xin mời anh. Xin gửi tới chị một chút quà cũng như là sự sẻ chia từ nhãn hàng dầu thực vật cao cấp Mezan. Mong là bệnh tình của chị sớm thuyên giảm và xin chúc gia đình chị sớm ổn định cuộc sống. Xin cảm ơn các tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Và thưa quý vị khán giả, chúng tôi cũng có một nguyện vọng là muốn nâng lên nhiều suất ăn nữa cho bếp ăn từ thiện tại bệnh viện C của tỉnh Thái Nguyên. Cho nên là hành trình Bếp Yêu Thương cũng xin dành một phần hỗ trợ cho bếp, đó là một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Mezan cùng với một phần tiền mặt là 10 triệu đồng. Xin mời anh Nguyễn Thế Phương sẽ trao phần quà này đến cho đại diện của bếp ăn, đó là dược sĩ Đoàn Văn Hùng. Thay mặt nhãn hàng dầu thực vật cao cấp Mezan xin gửi tới các anh chị ở bếp một chút quà và kính chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ được thêm nhiều bệnh nhân hơn nữa. Và thưa tất cả quý vị khán giả, hành trình Bếp Yêu Thương luôn nhận được sự quan tâm và sự yêu mến của rất là nhiều khán giả ở khắp nơi. Đây là phần quà của một khán giả ở địa chỉ là 2C Lý Tuệ, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ cho bếp của mình là 1 triệu đồng. Dạ, em xin gửi ạ. Còn đây là những phần quà của khán giả dành tặng cho trường hợp và gia đình của chị Thủy và bé Nhung. Có một khán giả là chị Tâm ở Sài Gòn Square tặng cho bé Nhung 1 triệu đồng để hy vọng là con sẽ có thêm một cái phần tiền mua sách vở cho cái việc học tập của mình. Phần quà này là của gia đình chị Tăng Kim Mỹ, Việt Kiều Úc tặng cho nhà mình là 2 triệu đồng. Còn một phần quà nữa là của cô Thủy ở chợ Chim Xanh, đường Quân Sự, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, tặng cho gia đình mình là 2 triệu đồng luôn. Đây, cô Thảo gửi cho con tổng cộng đây là 5 triệu nha. Dạ, con xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả những nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ gia đình con ạ. Và thưa quý vị khán giả, hôm nay thì trong cái buổi lễ trao quà của nhân vật đặc biệt cũng như là trao quà cho bếp thì còn có sự hiện diện của chú Ngọ Ngọc Hà đến từ doanh nghiệp tư nhân Hà Xuyến là nhà phân phối dầu ăn cao cấp Mezan tại Thái Nguyên, cũng muốn chia sẻ một phần khó khăn với bếp ăn của mình. Xin mời chú. Thôi nè, được đồng hành một ngày tại bếp ăn ở tỉnh Thái Nguyên rồi chia sẻ với rất là nhiều câu chuyện của bệnh nhân, em cảm thấy như thế nào? Hôm nay thì em cảm thấy mình rất là hạnh phúc vì được tham gia một chương trình ý nghĩa như thế này. Và đặc biệt hơn là qua hôm nay thì em cảm thấy rằng là cuộc sống xung quanh mình còn rất là nhiều người mà cần phải giúp đỡ. Nhiều mảnh đời còn khó khăn và đang cô cũng mong rằng là qua chương trình này sẽ có nhiều mạnh thường quân biết đến nhiều hơn, sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa để giúp cho cuộc sống cộng đồng được tốt hơn. Và hôm nay thì em cũng có một phần quà nho nhỏ để tặng cho bé Nhung. Vậy em. Quý vị thân mến, đến đây thì hành trình Bếp Yêu Thương xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ, đó là nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Hôm nay Khôi đã được tham gia vào một chương trình ý nghĩa rất là tuyệt vời, đó Bếp Yêu Thương, và Khôi mong rằng là sẽ có chương trình Bếp Yêu Thương sẽ có được nhiều hoạt động hơn nữa. Như người ta nói đó là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Và Khôi cảm thấy rằng là cái ý nghĩa của chương trình Bếp Yêu Thương thực sự là ý nghĩa rất là lớn. Và Khôi mong rằng là sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn nữa, sẽ có nhiều nhà tài trợ cũng như Bếp Yêu Thương sẽ duy trì được chương trình lâu dài.